Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời. Tìm mối nhau, cho nhau dã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Thời yêu đương cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một thời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Bộ sản phẩm tiếp theo trong ngày mà em muốn gửi tới các bác là một trong những hệ thống đến từ thương hiệu Victor. Đây cũng là một trong những hệ thống mà được thiết kế theo dáng đài nằm với dạng Cosmo Sound. Tuy nhiên, so với những cái phiên bản như Victor B1, B3 và B5 thì đây là một trong những cái phiên bản classic hoàn toàn khác. Đây là phiên bản Victor RDCS1, một trong những cái bộ sản phẩm gần như là khởi xướng cũng như là đầu tiên trong cái dòng Bombos Cosmo Sound của Victor. Khi mà mua cái bộ sản phẩm này thì thực tế em cũng không có nghĩ là nó to và hầm hố đến như thế này. Nhưng mà khi mà nhận cái sản phẩm trên tay với thấy cái hệ thống này nó nặng cũng như nó rất là to. Nó to hơn cái bộ Victor B1 rất là nhiều các bác nhá. Tại vì là khi mà các bác nhìn vào tổng thể của cái bộ dàn này thì nó có một cái kết cấu chiều cao, nó đã cao hơn nhiều rồi. Và đặc biệt con này sẽ sử dụng dòng loa hai đường tiếng, có nghĩa là chúng ta sẽ có dạng loa buccell của hai bên. Vì là một cái kiểu dáng đài nằm Cosmo Sound cho nên là Victor RDCS1 sẽ có cái thiết kế liền mạch các bác nhá. Bộ này về hàng thì tuyệt đẹp luôn, nói chung là không có gì để chê cả, có cả khiển zin các bác này và hai vế e căng để che cái mặt loa đi. Kích thước chiều rộng của máy đâu đó vào khoảng trên 60 cm. Ở phần giữa chúng ta sẽ có một cái bề mặt nhôm sần rất là rộng, thể hiện cái phần chứa đựng ampli, và hai bên của chúng ta là hệ thống loa hai đường tiếng.
thiết kế liền mạch các bác nhá, có thiết kế liền mạch đây, các bác có thể nhìn mặt trên này, thiết kế liền mạch và cũng có một cái bo vát về phía sau. Đây là khiển zin của Victor RDCS1. Phía sau của Victor RDCS1 thì các bác sẽ có một bảng panel, những cái jack kết nối. Các bác sẽ có nguồn vào là 100V, sẽ có ba ngõ ra tín hiệu của video D2, S video và AV. Chúng ta sẽ có một cái đường quang giải mã ở cổng này. Đó. À, em xin lỗi các bác, ở cổng bên cạnh đây nhá, PCM đây nhá. Đó. Và chúng ta sẽ có một đường aux in và một đường aux out. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có đầy đủ chế độ AM và FM trên cái bộ sản phẩm này. Phía sau của loa thì hai bên hông thì sẽ có hai lỗ thoát hơi. Đó là phần kết cấu phía sau. Được sử dụng một cái lớp sơn sần cũng rất là đẹp ở trên cái mặt vỏ gỗ của ampli và hệ thống loa Victor này. Con này thì có một cái đặc điểm rất là đặc trưng của những sản phẩm Victor, đó là cái đèn màn hình nó hơi mờ một chút, tuy nhiên các bác vẫn nhìn thấy bình thường nhá. Nó hơi mờ so với cái phiên bản mà mới bán ra thị trường. Ở đây thì chúng ta sẽ có thiết kế hoàn toàn bằng nhôm hết, núm vặn âm lượng được thiết kế ở chính giữa. Khay đĩa DVD cũng như là CD được thiết kế bên dưới, có cả đọc USB, công nghệ Ampli Dias của Victor. Có cả K2 đã tích hợp trên cái bộ sản phẩm này các bác nhá. Và ở hai bên chúng ta sẽ có hai cái hàng nút điều hướng đối xứng. Bên này là cụm play của CD, bên này là chế độ chơi của từng suộc như là CD này, USB, FM, AM và Line. Phone với chân cắm 3.5 mini. Logo của Victor được thiết kế ở phía trên của màn hình đèn LED. Ở bên phần loa thì các bác đã có hai cái đường tiếng bass đường kính 8cm, chép đường kính 2cm. Đó, và gân bass là được làm bằng gân dạng gân vải các bác nhé. Gân vải. Gân cao su, em xin lỗi các bác, gân cao su, còn cái màng được làm bằng vải các bác nhé. Hàng tuyệt đẹp luôn. Con này thì nó cũng phải nặng cỡ khoảng mười mấy kg đấy các bạn. Khá là nặng đấy. Mức giá của máy là 12 triệu kèm khiển zin các bác nhé. Bắt đầu quan tâm tới Victor D6, một trong những hệ thống Cosmos Sound dáng đài để về có thể bày biện cũng như là chơi nhạc phục vụ các bác ở trong không gian như là phòng ngủ hoặc phòng làm việc ấy. Thực tế thì em nghĩ rằng bộ này sẽ rất là phù hợp với phòng làm việc, tại vì là khi các bác đặt cái bộ này trong phòng làm việc ở trên mặt kệ hoặc mặt bàn của các bác ấy, thì nó sẽ có một cái gì đó nó rất là đẹp về cái hệ thống thẩm mỹ cũng như là chất âm. Con này thì sẽ chơi nhạc ở CD này, USB, rồi giải mã TV cũng như là line in cũng đầy đủ hết. Em sẽ test cho các bác thử xem là cái tính năng FM nó bắt đến tần số bao nhiêu. Con này chỉ bắt đến 90 thôi các bác nhá. 10 thì có nghĩa là nó chỉ bắt đến được 1-2 đài ở Việt Nam thôi. Quên lãng trôi vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc
cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mọc được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ cho ngày mộng được nếm thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Mức giá của bộ sản phẩm Victor RDS1 là 12 triệu. Bạn nào quan tâm có thể liên hệ tới số hotline của Thành Tâm.